Sao người lại cứu ta chứ? Người có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Sao cô lại liều lĩnh như thế? Có biết sẽ mất đi tính mạng không? Ta... ta còn không phải vì người sao? Vì quả nhân. Đúng vậy. Người trước đây không phải ép ta giúp người giải trừ hôn sự với Nguyễn Thanh sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là không nghĩ ra biện pháp, cho nên liền dấn thân vào nguy hiểm, hy sinh bản thân tác thành cho hoàng thượng. Là thật. Là thật. Thần hơn cả trân châu thêm hạt dẻ. Hoàng huynh,